mơ của Wonder. Làm ơn đi, di chuyển đi mà. Xin chào. Chào cậu. Cậu cần giúp đỡ không? Có, cảm ơn cậu nhiều nha. Mình sẽ kéo từ đằng trước, còn cậu đẩy từ đằng sau nha. Được. Được rồi, chuẩn bị nha. Cảm ơn cậu đã giúp mình nha. Mình là Wonder. Rất vui được gặp cậu Wonder. Mình là Harry trong đội cứu hộ thị trấn Rum. Nhân tiện đây, mình nghĩ bánh xe bị hư rồi. Sao cậu không tới trụ sở đội cứu và sửa nó khi trời tạnh mưa đây? Thiệt hả? Như vậy có được không? Đương nhiên rồi. Đã xong rồi. Giờ thì nó ổn hết rồi nha. Cảm ơn cậu nha Jin. Không có chi. Wonder nè, đây đúng là một cái xe siêu ngầu luôn ha. Đúng vậy đó. Mình cũng muốn hỏi xem đây là xe gì vậy. Là nhà hát kịch di động đó. Nhà hát kịch di động sao? Đúng vậy. Cậu có thể diễn kịch ở bất cứ nơi nào. Nếu cậu có cái xe này, mình có thể diễn cho các cậu xem nếu các cậu muốn. Được đó, cậu diễn đi. Được thôi. Wow, tuyệt vời đấy. Vậy thì bắt đầu thôi nào. Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một con rồng kinh khủng tên là Spino có thể phun ra lửa. Một phù thủy ra lệnh cho Spino bắt cóc công chúa Asmanda, người dũng cảm nhất trên thế giới này. Cuối cùng, công chúa cũng đã đuổi được phù thủy đi. Và cùng với Spino, họ đã trở thành bạn thân của nhau. Wow, vui quá à. Mình chưa bao giờ xem diễn rối tuyệt vời như vậy luôn. Mình cũng vậy. Chắc cậu đã phải luyện tập rất nhiều để làm được những việc này một mình ha. Thật ra, mình đã luyện tập mỗi ngày. Mình muốn mình trở thành một xe giải trí hay nhất thế giới. Wow, ước mơ đó thật tuyệt vời. Phải, đúng vậy đó. Cảm ơn các cậu. Wonder, vậy thì khi nào cậu mới diễn tại thị trấn tụi mình vậy? Mình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Thật ra thì mình chưa bao giờ diễn trước một đám đông khán giả trước đây đó. Thật sao? Sao cậu không diễn một buổi tại thị trấn của tụi mình? Mình diễn ở đây sao? Ôi, mình không biết có làm được không nữa. Chắc chắn là được. Chỉ cần diễn giống như cho tụi mình xem thôi. Nó sẽ rất là tuyệt vời. Đúng vậy. Sao cậu không tận dụng cơ hội này để thử đi? Mình cũng không biết nữa. Thành thật mà nói, mình không tự tin là có thể làm được. Vâng đó, diễn đi mà. Thật tiếc nếu không có người khác xem vở kịch hay như vậy ngoài tụi mình. Phải đó. Được rồi, vậy mình sẽ thử xem sao. Tuyệt quá, đạo quá đi quán đá. Chắc chắn đây sẽ là trải nghiệm tuyệt vời. Được rồi, mình sẽ cố gắng hết sức. Nhà hát kịch Wonder sao? Phải, một cái xe hàng đột nhiên biến thành một nhà hát luôn. Và màn trình diễn bắt đầu. Mình chưa bao giờ xem một màn trình diễn quanh tráng như vậy luôn. Thiệt hả? Phải, các cậu sẽ tới xem phải không nào? Chắc chắn luôn. Mình sẽ tới đó trước những người khác và giành ngay vị trí hàng ghế đầu luôn. Công chúa Asmanda dũng cảm đứng lên chống lại Spino khi nó phun lửa vào cô ấy và con dao. Không phải như vậy. Mình tiếp tục diễn sai rồi. Nếu mình cũng mắc lỗi trước mặt khán giả thì sao đây? Mình nên nói với các bạn là mình không thể làm được gì hết thì tốt hơn. Các cậu đã nói với tất cả mọi người về buổi diễn kịch chưa? Đương nhiên là đúng rồi. Mình nghĩ sẽ có rất đông khán giả tới đó. Tất cả mọi người đều thật sự mong đợi buổi biểu diễn đó. Spooky còn quyết định sẽ tới sớm nhất để xem nó ở hàng đầu luôn. Trời, mình nên làm gì đây? Tất cả bọn họ đều hào hứng về nó. Nếu mình diễn như vậy thì sẽ tự mình làm mất mặt mình rồi. Mình phải đi khỏi đây ngay lập tức thôi.
các bạn trong nhóm cứu hộ sẽ rất thất vọng khi họ phát hiện đột nhiên mình biến mất. Toàn bộ đội cứu hộ tới phòng bảo trì ngay lập tức. Có chuyện gì vậy chứ? Các cậu à, Wonder mất tích rồi. Cái gì? Mình ghé qua thăm Wonder để kể cho cậu ấy nghe mấy tin mới. Nhưng mà mình không thể tìm thấy Wonder cùng với xe của cậu ấy. Cậu đã tìm những chỗ khác trong trụ sở chính chưa? Rồi, mình nghĩ là cậu ấy không còn ở trụ sở nữa. Cậu ấy biến mất mà không nói một lời nào. Không lẽ cậu ấy đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cậu nói đúng đó. Vậy thì chúng ta cần phải ra ngoài tìm kiếm Wonder ngay thôi. Được đó, tụi mình sẽ đi tìm cậu ấy ngay lập tức. Một nhà hát kịch di động sao? Thật là phấn khích quá đi. Ước gì mình có thể gặp được Wonder ngay bây giờ. Là Wonder kìa. Nè Wonder. Ai vậy ta? Sao cậu ấy lại gọi mình chứ? Mình phải trốn ngay lập tức. Nè Wonder. Nè Wonder. Wonder, sao cậu lại bỏ chạy vậy? Mình không phải là Wonder. Mình chắc chắn là cậu mà. Cậu nhầm lẫn người rồi. Cho nên đừng ngán đường mình nữa. Nè, sao cậu chạy đi đâu vậy? Mình đã nói mình không phải là Wonder mà. Là Wonder. Wonder. Ôi không. Wonder. Cứu mình với. Wonder. Cứu mình với. Wonder. Chuyện gì vậy Jin? Các cậu khẩn cấp đi. Hả? Spooky vừa mới gọi điện báo là Wonder đã rơi xuống sông. Cậu ấy đã bị cuốn trôi xuống chỗ cây cầu hoa đi. Cả đội cứu hộ thực hiện giải cứu ngay lập tức. Được rồi. Bị sẵn lưới cứu hộ, nhanh đi. Làm ngay đây. Rồi, Ever, mình sẽ băng qua sông và chuẩn bị cứu hộ. Hai cậu chuẩn bị các thứ nha. Được thôi. Hành động đi. Được rồi. Haley, mình đếm pháo nè. Wonder, cậu có bị thương ở đâu không? Không sao. Nhẹ cả người. Bây giờ cậu có thể tháo xe hàng không? Được. Mình sẵn sàng rồi em ba. Được rồi, mình sẽ kéo thật chậm nha. Hiện giờ cậu an toàn rồi. Cái gì? Cậu bỏ chạy vì nghĩ không thể trình diễn sao? Quân đó, sao đột nhiên cậu lại mất tự tin vậy chứ? Là do mình đã luyện tập hết lần này tới lần khác, nhưng mà mình liên tục mắc phải lỗi sai. Và sau đó mình đã nghe các cậu nói chuyện. Có vẻ như tất cả mọi người trong thị trấn đều rất hào hứng xem vở kịch của mình. Cho nên nếu mình mắc lỗi sai trong buổi biểu diễn, như vậy quá mất mặt luôn. Mình thấy vậy nên đã rất sợ hãi. Vì vậy mình bỏ trốn các bạn đó. Mình hiểu rồi. Mình xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói lời nào. Không sao đâu Wonder. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của cậu trước nhiều khán giả, cho nên cậu lo lắng và hoảng sợ là điều đương nhiên. Phải đó. Wonder, mình cũng thực sự rất căng thẳng. Khi mình biểu diễn ảo thuật cho bạn của mình lần đầu tiên, mình thấy căng thẳng và mình đã phạm rất nhiều lỗi sai luôn. Rồi cậu có thấy xấu hổ không vậy? Đương nhiên là phải có chứ. Nhưng bạn bè của mình đã hiểu mình và bỏ qua. Thiệt hả?
Đúng vậy, cho nên cậu đừng lo lắng nhiều quá. Đúng vậy đó Wonder, nếu có mắc lỗi cũng không sao hết. Đúng vậy. Hãy thật dũng cảm thử lại lần nữa. Tụi mình sẽ cổ vũ cho cậu. Vậy thì được rồi, mình sẽ thử can đảm xem sao. Mình ngon quá đây. Ngày xưa có một con rồng khủng khiếp tên là Spino, có thể phun ra lửa. Một phù thủy ra lệnh cho Spino bắt cóc công chúa Aspanda, người dũng cảm nhất trên thế giới này. Ngươi nghĩ ta sẽ để cho ngươi bắt được ta sao? Công chúa Aspanda dũng cảm đứng lên chống lại con rồng bằng thanh kiếm của mình. Ôi không, mình nên làm gì đây? Wonder, phạm lỗi cũng không có sao hết á. Công chúa Aspanda tặng cho Spino một bông hoa. Wow. Có vẻ như Wonder đã lấy lại được tự tin rồi. Và cậu ấy đang thực sự rất vui. Mình nghĩ ước mơ của Wonder đã trở thành hiện thực rồi nè. Phải. Wonder sẽ trở thành xe giải trí thú vị nhất trên thế giới này luôn đó. Phát hiện ra Spino thật ra là một con rồng rất là tốt bụng.